Hello, xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với cả video đầu tiên của tháng 9. Đó là video chọn tụ bài dành cho người ế. Đương nhiên rồi, một tháng mới lại đến, chúng ta lại gặp nhau. Chúng ta lại cùng nhau quay quắt với những tầng lớp, gọi là những tầng lớp tội nghiệp nhất trong tổ dân phố. Đó là những tầng lớp ế, những tầng lớp đang không có người yêu, đang không có một mối quan hệ có danh phận nào cả. Và để an ủi tâm hồn của những con người tội nghiệp đó, chính vì thế tổ dân phố đã quyết định cứ mùng 1 hàng tháng, chúng ta sẽ cùng nhau có một cái video để cho các bạn chọn tụ bài, để xem là tháng mới này các bạn có được cái câu chuyện tình cảm hay là một mối quan hệ nào đấy nó mỉm cười với mình hay không. Và đương nhiên rồi, tháng này cũng không ngoại lệ, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái truyền thống đó bằng cách đưa đến cho các bạn 4 tụ bài ở trên góc đây. Nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhắm mắt, hít thở sâu, thiền định một tí, tĩnh tâm một tẹo, rồi sau đó chọn ra cho mình một bộ bài ưng ý nhất và đón xem câu trả lời ở ngay phía sau đây. Được chưa? Và bây giờ thì xin mời. Ngay bây giờ sẽ là phần giải nghĩa dành cho những bạn nào chọn tụ bài số 1 này. Để mà đánh giá về trải bài dành cho những bạn nào chọn tụ bài số 1 thì lá đầu tiên nó có cái gì? Nó có Ace of Pentacles nằm xuôi. Đẹp không? Rất đẹp. Cái nghĩa của quân bài này là gì? Là hạt giống của sự phát triển. Tức là cái mối quan hệ mà bạn đang gieo trồng, cái người mà bạn đang để ý, hay là cái đối tượng mà bạn đang tập trung vào ở thời điểm này, cơ hội của bạn với người ta có không? Có. Tuyệt vời. Một sự gieo trồng, một sự khởi đầu mới. Không có gì để chê ở cái quân bài này cả. Nhưng chưa hết. Thậm chí cái khả năng tạo ra kết nối của hai người, nó còn là gì ạ? Nó còn là Four of Pentacles nằm xuôi. Four of Pentacles nằm xuôi vừa hay và vừa không hay. Hay là ở cái đoạn nào? Hay là ở cái đoạn sự an toàn. Bốn tiền nằm xuôi nó có nguyên si một cái lớp nghĩa, đó là đảm bảo an ninh. Nhưng ngược lại nó có thêm một cái lớp nghĩa nữa, đó là sự bảo thủ. Tuyệt vời. Sự bảo thủ này từ hai, tất nhiên là từ cái đối tượng mà bạn đang ngắm tới rồi. Và cái sự bảo thủ đó có tạo ra cái rào cản gì không? Có đấy, cẩn thận nhá. Bạn sẽ cần phải hết sức tiết chế nếu như bạn chọn phải tụ bài số 1. Bởi vì tại sao? Ở đây chúng ta có Four of Wands Reverse. Bốn gậy lộn ngược, nó có nghĩa là khắc khẩu. Về mặt cảm xúc, các bạn có thể gieo trồng cái mối quan hệ này với nhau, các bạn có thể tạo ra kết nối với nhau, thậm chí cảm thấy an toàn với cái mối quan hệ đó. Nhưng cái sự bảo thủ từ những cái quân bài bảo thủ từ Four of Pentacles và cái lá bài khắc khẩu từ Four of Wands, nó sẽ là những cái rào cản lớn nhất của cái mối quan hệ này. Được chưa ạ? Vậy thì lời khuyên dành cho bạn là gì? Nghe này. Lời khuyên dành cho bạn là tốt nhất đừng có cãi lại làm cái gì cả. Mười gậy nằm xuôi, nó là câu chuyện của sự ôm đồm. Được chưa? Tức là toàn bộ những cái gì rắc rối nhất và khó khăn nhất mà mối quan hệ này mang đến, thì hãy xác định một điều rằng mình sẽ phải là người chịu nhịn, mình sẽ phải là người chịu thiệt, mình sẽ phải là cái người bé bé cái mồm đi một tí. Bởi vì cái sự khắc khẩu ở đây mà cứ mồm to hơn, cứ quàng quạc ấy, thì chỉ có mất nhau nhanh thôi. Được chưa? Vậy thì cái điều kiện thành công của mối quan hệ này là gì? Là mình phải là người nhường nhịn và mình phải là người ít nói. Bạn là nam hay nữ tôi đéo quan tâm, nhưng bạn phải ngậm mồm vào. Nếu không ngậm được mồm, coi như cái mối quan hệ này rất khó giữ. Được chưa? Và đấy là thông điệp dành cho những bạn nào chọn tụ bài số 1. Tiếp theo sẽ là thông điệp dành cho những bạn nào chọn tụ bài số 2. Thì ở đây chúng ta có cái lá bài đầu tiên của tụ bài số 2, nó là The Empress. The Empress là một quân bài hay không? Rất hay. Đẹp lắm, đẹp cực kỳ. Nó có nghĩa là sự nữ tính, nó có nghĩa là sự sung túc, nó có nghĩa là sự chủ động, thậm chí là còn đại diện cho lớp nghĩa về có bầu. Thế nhưng mà tất nhiên ở đây tôi không bảo các bạn, trong bất kỳ ai các bạn có bầu cả nhá. Mà ở đây nó ám chỉ một cái việc là cái nền tảng phát triển và cơ hội phát triển cảm xúc của mình ở thời điểm này tốt không? Tốt. Rất tốt, và thậm chí bạn hoàn toàn có thể chủ động với cái cơ hội đó nếu muốn. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái liên kết mối quan hệ của các bạn
trong cái tháng này với những bạn nào chọn tụ bài số 2, liên kết mối quan hệ của các bạn, nó là quân bài The Hermit, là một quân bài mang tính chất tìm tòi và khám phá, đúng chưa? Đương nhiên là phải tìm tòi và khám phá rồi. Bạn đang ế, bạn có cơ hội thì đương nhiên bạn phải tìm tòi và khám phá về nó. Tức là bạn có đối tượng hay không, hay là bạn có cơ hội để đi tìm hiểu người khác hay không? Có luôn. Đỉnh cao không? Rất đỉnh cao. Tiếp theo ở đây, thế cái quá trình tương tác đấy, cái quá trình tìm hiểu đấy, nó có mang đến cho mình một cái sự tích cực không? Nó có mang đến cho mình một cái sự hiện hữu tốt đẹp trong mắt người ta không? Six of One nằm xuôi. Đây là quân bài của thành tựu, quân bài của khải hoàn, quân bài của được ngưỡng mộ, quân bài của được tôn trọng. Tức là cái thiện cảm, cái cảm tình mà bạn gây ra cho người ta như thế nào? Tốt không? Rất tốt. Rất đẹp. Có một cái lưu ý mà các bạn hết sức phải lưu ý nhé. Các bạn thấy ba cái lá này trơn tru không? Rất trơn tru. Các bạn có cả sự chủ động, các bạn có cả cái quá trình đào sâu tìm hiểu của The Hermit. Các bạn có được một cái ấn tượng tốt trong mắt người mà các bạn đang tìm hiểu. Nhưng một lời khuyên này, tên của quân bài này là kìm nén cảm xúc. Tức là sao? Đồng ý là chúng ta được phép chủ động với The Empress này. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ sồn sồn lên. Ace of Cup kìm nén cảm xúc nó như một lời dặn. Đó là hãy biết vừa, biết đủ, biết chừng mực. Đừng có để một cái gì nó quá kinh khủng nó xảy ra cả. Đừng có để một cái gì nó quá là dồn dập, dập dồn nó xảy đến cả. Mình cứ vừa đủ vừa phải thôi nhá. Ngon choét. Tiếp theo sẽ là phần giải nghĩa dành cho những bạn nào chọn tụ bài số 3. Thì lá đầu tiên của những bạn chọn tụ bài số 3 nhá, cũng là Ace of Cup lộn ngược. Ace of Cup lộn ngược lần này nó lên từ lá đầu tiên chứ không phải lên từ lá cuối cùng. Cho nên cái vai trò của nó không phải là lời khuyên nữa, mà giá trị nền tảng phát triển mối quan hệ ở đây, nó muốn bạn phải kìm nén cảm xúc. Nhưng không phải là bởi vì cảm xúc của các bạn tốt giống như cái lượt bài trước, mà là bởi vì cái cảm xúc của bạn không được an toàn trong cái trải bài này. Nếu bạn nào chọn tụ bài số 3 thì hãy cẩn thận. Các bạn đang mạo hiểm với chính cảm xúc của mình. Lý do tại sao? Lý do là bởi vì đối phương đã có cái sự định hướng cảm xúc riêng cho bản thân họ rồi. Tên của quân bài này là King of Wands, nằm xuôi, nó có nghĩa là nhà lãnh đạo bẩm sinh. Tức là cái khả năng dẫn dắt cũng như là cái sự định hướng cảm xúc của họ, họ có thể tự dẫn dắt bản thân mình không? Có. Hoàn toàn biết mình cần cái gì, hoàn toàn biết mình hướng về đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì người ta đang trải qua một cái sự mất mát và một cú sốc về mặt tình cảm. Tức là nếu như mà bạn chọn tụ bài số 3, bạn đang có một đối tượng bạn ngắm nghía đến, bạn muốn tìm hiểu, bạn muốn tấn công người ta, thì hãy nhớ một điều rằng cái điểm yếu của họ bây giờ là họ đang trải qua một cái sự mất mát rất lớn bởi Five of Cups nằm xuôi như thế này. Thế nhưng ở đây họ lại xác định được rất rõ mình muốn cái gì. Khả năng cao nếu như đã tổn thương nặng nề như thế này mà vẫn xác định được là mình muốn gì thì chỉ có thể là vương vấn và không nguôi. Chưa bỏ được cái sự mất mát này, chưa nguôi ngoai được với cái sự mất mát này. Đấy chính là lý do tại sao cái lá đầu tiên kìm nén cảm xúc nó lại bảo các bạn là ê, hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận bởi vì các bạn đang mạo hiểm với cảm xúc của mình. Thế cho nên nhá, kể cả trong trường hợp là hai bạn có tương tác được với nhau, thì cá nhân mình cho rằng cái lá cuối cùng này nó cũng không thể để đẩy cái mối quan hệ này lên một cái mối quan hệ yêu đương được. Ba tiền nằm xuôi nó thuần túy là làm việc nhóm, nó thuần túy là những sự hợp tác, nó là cái khả năng đàm phán và thỏa hiệp, chứ nó không phải là một quân bài nặng về việc là kết nối về mặt cảm xúc. Tức là sao? Rất dễ bị friendzone đấy nhá, cẩn thận đấy. Và cuối cùng sẽ là phần giải nghĩa cho bạn nào chọn tụ bài số 4 nhá. Cái lá đầu tiên của những bạn chọn tụ bài số 4 nó lên thẳng thừng luôn một cái quân bài tên là The Empress Reverse. The Empress lộn ngược, đây là một quân bài mang tính chất dựa dẫm vào về mặt cảm xúc và một ai đó quá nhiều. Và đương nhiên rồi, điều này không bao giờ tốt. Nó nói về một sự lụy. Nó nói về một cái sự day dứt hay là một cái gì đấy các bạn chưa quên được. Nó có thể là người yêu cũ, nó có thể là mập mờ cũ, hay nó có thể là cờ rớt cũ, bất kỳ ai cũng thế. Được chưa?
Và nếu như mà các bạn nào đấy mà có lên được cái, các bạn nào đấy có chót chọn cái cụ bài số 4 này và để cho The Empress nó hành mình ngay từ đầu như thế này, thì lời khuyên là gì? Tất cả những cái chấp niệm cũ của các bạn bây giờ các bạn nên bỏ qua đi nhá. Thật, các bạn nên bỏ qua đi, bởi vì các bạn biết tại sao không? Đừng cố để theo đuổi những cái gì nó đã cũ nữa. Đừng có cố dựa dẫm về mặt cảm xúc của bất kỳ một ai nữa. Bởi vì tại sao? Cái liên kết của các bạn nó là The Tower nằm xuôi. Má tiên sư, The Tower đại diện cho liên kết cảm xúc của hai người. Trời đất ơi, nó có thể là cái gì? Nó sẽ là cái sự lung lay. Nó sẽ là thảm họa đến bất thình lình. Nó có nghĩa là một cái sự tiết lộ gì đấy, nó không lành một chút nào cả. Là rõ, đúng không? Tiếp nữa ở đây, tên của quân bài này là Nine of Swords nằm xuôi, chín kiếm. Chín kiếm nằm xuôi là stress và căng thẳng. Tức là thay vì một mối quan hệ nó có thể tạo ra một quãng thời gian vui vẻ, tạo ra một quãng thời gian nó nhẹ nhàng, thì ngược lại, cái quân bài này nó lại tạo ra một cái quãng thời gian nó khiến cho bạn căng thẳng hơn. Cái sự kết nối của bạn với cái mối quan hệ này nếu cố quá là thành quá cố. Nó không hề gợi ra bất kỳ một cảm giác vui vẻ nào. Nó chỉ càng làm khắc sâu thêm cái sự chán trường giữa hai người mà thôi. Cho nên đừng cố nhé. Và cuối cùng, dù vua lộn ngược, tại sao tôi lại nói với các bạn là những bạn nào chọn cụ bài số 4 thì đừng có cố? Đó là bởi vì tôi thấy cái quân bài cuối cùng này, dù vua nó lộn ngược, nó có nghĩa là chưa thể kết thúc. À, thế thì cái vấn đề chưa thể kết thúc ở đây là gì? Đương nhiên là do bản thân mình rồi, đúng không? Đúng chưa? Mình muốn kết nối với người ta hay là mình muốn bấu víu một cái gì đấy, thì đương nhiên là mình sẽ cố gắng và có cái xu hướng để hướng về phía họ nhiều hơn. Nhưng mà này, cái chưa thể kết thúc này nó là một cái gì đấy rất là dở hơi đấy nhá. Nó không phải là một hành động thông minh đâu. Cho nên tôi mới phải dặn các bạn nhé, đừng có cố nhá. Tệ lắm rồi. Dù bạn có nghĩ rằng nó chưa thể kết thúc, nhưng cái tình trạng đấy của nó cũng rất tệ rồi, và nó hoàn toàn có thể tệ hơn. Được chưa nào? Và đấy chính là thông điệp dành cho những bạn nào chọn tụ bài số 4 đấy. Trời ơi. Ok, và phần giải nghĩa tụ bài số 4 vừa rồi cũng chính là phần giải nghĩa cuối cùng cho cái video ngày hôm nay. Hy vọng là những giá trị thông tin ít ỏi vừa rồi sẽ phần nào đó giúp cho các bạn có thêm những cái niềm tin và có thêm các cái định hướng trong cái câu chuyện tình cảm của mình trong tháng 9 tới đây. Còn nếu như các bạn thấy cái video này hay và hấp dẫn thì làm ơn cho mình một like, một chia sẻ, một subscribe và hãy nhớ bật chuông thông báo để có thể đón xem những video mới nhất trong những khoảng thời gian sớm nhất nhé. Và đừng quên 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Trà Đá Tarot sẽ có những buổi stream vô cùng nóng bỏng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những buổi stream lần sau. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.